Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ học về phần đó là tạo khối và tạo bóng trong đối tượng. Em ghi đi, tạo khối và tạo bóng trong đối tượng. Cái này nó sẽ phục vụ cho cái giá trị là khi em thiết kế cho một cái ấn phẩm nào đó thì em muốn tạo ra một cái hiệu ứng. Tất nhiên đây là một trong những cái hiệu ứng mà nó không đem lại sự quá chuyên nghiệp nhưng lại sẽ khiến giết chết một tập khách hàng. Đó là khách hàng thị trường. Nha. Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi ấn vào Controller và tôi chọn nó một cái background như thế nào đó thì các bạn. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn một cái hình cô gái. Và sau khi đã có hình cô gái xong thì chúng ta sẽ đánh một cái biểu tượng về chữ lên trên cái phần thiết kế này. Thực ra thiết kế chữ trong Photoshop thì nó cũng không được nhiều hiệu ứng bằng bên Inuit. Nên thường thường khi bạn thiết kế xong thì bạn sẽ kéo trực tiếp từ bên chữ bên Inuit kéo sang. Thì như vậy thì cái việc mà em thay đổi về tỷ lệ hình ảnh chữ chiếc thứ nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Ôi trời sao vỡ vậy? Chúng ta sẽ chọn một cái hình cho nó to nè. Ok, chúng ta chọn này tạm thôi này. Sau khi tạo xong thì bây giờ chúng ta sẽ phóng to và chúng ta sẽ đánh một cái chữ lên, ví dụ anh Khánh sẽ đánh một cái chữ bình thường nhé. Đó. Rồi, chúng ta đánh một cái chữ thời trang vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl T thì nó sẽ thu nhỏ lại. Và tất nhiên T thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái phông chữ nó đậm hơn. Và chúng ta sẽ chọn một cái màu. Thì theo thông lệ bình thường để muốn tạo ra một cái hiệu ứng cho chữ này thì người ta sẽ làm một thao tác như sau. Thứ nhất, thao tác đầu tiên đó là chuột phải chọn vào biểu tượng, chọn vào Blend, Blending Option. Đây chính là cái cách tạo khối và bóng. Các bạn có thể ghi tuần tự. Muốn tạo khối và bóng trong đối tượng, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng là Blending Option. Nếu trong những cái giá trị sản phẩm em dùng chữ trên nền ảnh thì bắt buộc phải có viền và thứ hai phải có bóng. Nhớ chưa? Và sau khi chọn làm Blending Option xong thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho các bảng cho các bạn nhìn cái bảng này chưa? Thì trong bảng này nó đầy đủ tất cả các tính chất của cái hình mà chúng ta đang muốn. Thì các bạn có thể chọn vào đây này, ở đây nó có một cái bảng FX. Thì nếu phần nào chúng ta bị thiếu thì chúng ta chọn vào trong đây. Nhìn cái phần này không ạ? Chỗ này chưa? Nhìn thấy ạ? Nếu nó không có thì chúng ta có thể ấn vào đây thì nó sẽ xuất hiện đây nhá. Hiểu không ạ? Thì cái giá trị đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là về tạo viền cho đối tượng thì nó chính là stroke. Tạo viền cho đối tượng. Được chưa? Và sau khi chọn vào đây thì các bạn nhìn lưu ý cho tôi một tí thôi, đó là chúng ta không tích vào phần đầu mà tích thẳng vào phần chữ. Nhớ nha. Không tích vào phần đầu mà tích vào phần chữ thì chúng ta mới điều khiển được các thông số của nó. Nếu em tích vào đây thì nó chỉ có hiệu ứng thôi mà không điều chỉnh được thông số. Còn khi em tích thẳng vào đây thì lại điều chỉnh được thông số như bình thường. Hiểu này không ạ? Ok, chúng ta tích nhá. Nhìn này, tôi tích vào đây thì các bạn nhìn này, tôi có một cái hiệu ứng nhưng mà hiệu ứng chúng ta không điều chỉnh được. Đúng không ạ? Hiểu không em? Nhưng khi mà chúng ta tích thẳng vào đây thì ở đây nó hiệu ứng cái chớp của chúng ta rất là lớn. Nó cái style của nó là 250, nó cao quá. Chúng ta có thể giảm nhẹ đi một tí, giảm nhẹ 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 đấy thì đến phần đây em nhìn thấy viền chưa? Viền càng to thì nó xảy ra càng vấn đề là sao che nấp cái phần hình của các bạn. Thì trong cái phần viền này đây là độ to nhỏ của đối tượng đó, nhìn chưa? Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ chọn vào phần màu sắc. Thì màu sắc trong trường hợp này tôi sẽ để màu trắng thì nó sẽ rất là sắc nét. Các bạn nhìn thấy sắc nét chưa? Và phần thứ ba nữa là nếu mà cái viền này tôi đánh số 2 nhà thì có phải viền nó bo bé không ạ? Nhìn chưa? Thì trong cái chắc
tắc về viền chúng ta có thể đặt như này thì cái sản phẩm chúng ta nổi lên trên nền. Và trong một giá trị nào đó em làm được quảng cáo cho những dân bình thường thì em có thể chọn những cái viền này thì nó sẽ rất là dễ ăn. Nhưng để muốn làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ không chọn những cái phương pháp như thế này đâu ạ. Người sẽ có một cách điều chỉnh tốt hơn, điều chỉnh kỹ hơn nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Không chưa? Rồi, phần thứ hai trong phần cái nét của chúng ta nó sẽ có những cái biểu tượng như sau. Là cái phần mà style của nó thì nó sẽ có một cái giá trị đó là gradient. Cái nét của em có thể là có giá trị gradient như này được. Nhìn nhận. Và trong phần gradient thì em nhớ một điều rằng chúng ta có thể chọn đủ các thể loại khác nhau. Vàng, xanh, tím, em nhìn đúng không? Rồi bên này chưa đã. Rồi, ok. Và cũng tương tự như vậy, cái bóng của chúng ta có thể 90 là từ trên xuống dưới, nhưng mà các bạn có thể xoay ngược sang bên tay phải thì nó sẽ theo chiều gì bên tay phải, nhìn thấy không? Và chúng ta có thể tự xoay xuống dưới nếu theo chúng ta đánh thông số. Hiểu phần này chưa? Rồi, ok. Vậy trong trường hợp này nó là bóng dạng gradient. Cái nét viền ấy. Thì bây giờ chúng ta sổ xuống nữa là cái nét của chúng ta có pattern. Nhìn thấy không? Và chúng ta sẽ tăng cái giá trị size này lên thì nó sẽ ăn sao? Đây ạ. Nó cũng khá là đẹp đấy. Đây, ok. Tôi sẽ phóng to cho bạn xem. Em nhìn cái gạch, nét gạch thì chưa? Và trong quá trình khi mà chúng ta chọn vào cái nét, chúng ta có thể chọn opacity, là cái nét của chúng ta có đậm hay rõ là do cái này. Opacity nó nằm ở vị trí này rồi là sao? Và tiếp theo nữa là trong cái vị trí nét của chúng ta có thể chọn một chế độ hòa trộn là overlay hay không overlay. Đúng không ạ? Làm sáng lại thì chúng ta sẽ chọn vào cái này. Hiểu cái này chưa? Thì nó mang đầy đủ thuộc tính của một cái đối tượng layer được hòa trộn trên nhau. Tay mắt đi rồi. Nào xong chưa? Vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính của cái stroke rồi thì chúng ta mới có những cái biểu tượng chúng ta ấn ok vào đây. Nhưng thường thường anh chọn vào biểu tượng đó là color thôi. Và cái opacity anh sẽ để là 100%. Và anh chọn vào chế độ normal để khi mình thể hiện. Thì trong phần này khi mà em đẩy cao như này thì các bạn sẽ thấy là cái viền chúng ta chiếm lĩnh hết toàn bộ hình. Cái này đúng không ạ? Rồi, ok. Thì trong phần này anh muốn chia sẻ cho các bạn một tí, đó là gì? Phần phim rất quan trọng. Khi bất cứ một đối tượng nào dùng hiệu ứng qua blending option thì phần phim nó có tính năng là cho cái nõi bên trong. Nếu chúng ta kéo cái phần phim này xuống dưới bằng không thì chúng ta chỉ còn giữ lại cái viền thôi, còn cái nõi của nó chính là màu đỏ thì chúng ta sẽ mất đi. Các bạn nhìn này, cầm mà kéo. Ok, các bạn có thể ghi một cái cách chi tiết, đó là phần phim được áp dụng cho phần nõi, còn hiệu ứng thì sẽ không áp dụng được. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã tìm xong được thì chúng ta có một cái chữ này, vì có nhiều người người ta tận dụng cái này và sau đó người ta dùng chế độ hòa trộn cho về overlay. Được chưa? Các bạn nhìn nhá. Và trong quá trình khi dùng giá trị overlay thì anh sẽ giảm với giá trị phi nó đi là được rồi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Thì đối với những cái trường hợp mà bên ngoài nó quá rối rắm và không có chi tiết thì chúng ta có thể chơi chữ bằng nét. Đấy là một trong những cái cách giải quyết trong phần đồ họa của các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng số 2. Anh cầm ra lại đó là màu đỏ, các bạn nhìn chưa? Hiệu ứng số 2, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào blending option thì ở đây nó sẽ có một cái drop shadow. Drop shadow chính là bóng của đối tượng.
Và tất nhiên trong quy trình khi các bạn làm thì các bạn cũng nên để ý là chúng ta sẽ làm sao áp dụng với giá trị tích thẳng vào chữ thế ạ. Nào lúc này chúng ta sẽ chọn giá trị như sau, đó là bóng bóng đổ của chúng ta là đối sai đâu, chúng ta sẽ kéo đây là opacity đây ạ. Đậm may nhạt thì nó sẽ không thể hiện lắm đấy. Tôi sẽ rồi bình tĩnh. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là chúng ta đây là độ xa gần của chúng ta kéo sát lại tí. Và ở đây nó sẽ có một cái độ mờ. Đâu rồi không biết. Độ sai bé lại bởi vì làm sao? Nhìn ạ. Thì trong phần này đây là chính là độ xa gần của cái bóng với vật thể. Nhìn chưa? Đây là độ cứng của nó này, khi bạn chọn vào đây thì bạn sẽ thấy làm sao nó rất là rõ. Có nghĩa là khi dùng nhà thì em sẽ cảm giác nghe cái chữ của cho nó sẽ có một cái bóng và cảm giác nó có khối. Hiểu không ạ? Còn bình thường anh sẽ để nó nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo đây là độ làm mềm, lan tỏa hay là không lan tỏa đấy. Nhìn nhận cái này nó nhòe ra, còn kéo này thì nó đanh lại đúng không em? Thì trong trường này nếu mà em đặt cái giá trị đầu tiên của chúng ta về bằng 0 thì lúc này chúng ta đẩy cái này lên thì có phải độ nhòe không? Độ nhòe muốn đậm hay không thì lại do thằng này. Em nhìn chưa? Thì lúc này các bạn có nhìn thấy có một cái bóng không? Thì đây cũng chỉ là một cái cách giải quyết mà anh xử lý cho một số đối tượng là chữ trắng đặt trên nền trắng. Mình có thể dùng bóng được cái này. Và trong quy trình khi dùng bóng thì ở đây nó cũng có một vài cái thuộc tính như sau. Đó là bóng của chúng ta là màu đen, bóng của chúng ta có thể là màu hồng, bóng chúng ta có thể là màu vàng, bóng chúng ta có thể là màu trắng. Bởi vì có rất nhiều người làm cái phát hào quang ở ngoài đấy em, thì em dùng chưa thức này. Các bạn nhớ nhá. Và trong quy trình khi mà chúng ta dùng thì ở đây nó có một cái độ cung tua. Cung tua chính là hiệu ứng của bóng. Thì trong phần bóng này nó sẽ có một dạng chéo nha. Ấn vào đây thì là câu chuyện nó khác, nhìn không? Ấn vào đây thì lại câu chuyện khác. Hơi giống Orion đó. Đúng không? Chúng ta có thể làm cho bánh ngọt được theo kiểu này đó. Ok, và chúng ta có thể chọn vào tiếp theo. Ở đây nó có rất nhiều ứng đấy nhá. Em nhìn này, chọn vào đây hiệu ứng thì có vài chữ nó sẽ hơi có màng màng không ạ? Mà tạo đâu opacity cho các bạn chọn đấy, các bạn nhìn thấy nha, nó có rất nhiều hiệu ứng và chúng ta có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp đấy. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn ok, thì ở đây nó sẽ có giá trị opacity là đậm này, đây là số lệch của bóng này, độ đậm của bóng, và đây là độ nhòe của bóng. Okay. Sau khi làm xong chúng ta có được hiệu ứng của bóng tiếp theo như nào ạ? Các chị xem, bây giờ chúng ta tiếp tục chọn vào giá trị đó là làm khối. Các bạn ghi đi, cách tạo khối cho đối tượng chữ, chúng ta chọn vào blending option tạo khối. Trong phần tạo khối ở đây nó sẽ có một cái phần như sau, đó là bevel. Nhìn bevel chưa? Và tất nhiên để muốn sử dụng được cái lệnh đó thì em sẽ tích thẳng vào cái phần bevel đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng như sau cho các bạn. Nào, chúng ta sẽ có một cái size. Size nó lớn quá, chúng ta kéo đây, đây là độ nông sâu của cái khối bóng này. Các bạn nhìn thấy khối bóng chưa? Ok. Các bạn đẩy cái này lên thì nó sẽ là độ đanh và độ mềm. Em nhìn độ đanh độ mềm ạ. Đấy thế thôi. Thực ra mình chỉ hiểu một vài cái là ok mà. Còn tất nhiên đây là chế độ này. Các bạn nhé, chỉ hát thì nó sẽ là vừa. Tiếp theo, chỉ son. Nhìn nhé, cực cực cứng. Cứng như dạng là thép ấy. Nhìn nhé, phóng to cho các bạn xem. Nhìn này mà. Nhìn nhé, đây là một cứng vừa này. Cứng tiếp theo là cái này này. Nhìn nhé, là đây là dạng mềm này. Nhìn mềm chưa? Và đây chính là độ gì cao thấp của cái khối đấy. Ví dụ em kéo nhà thì nó vừa thôi, nhìn không? Kéo hết cỡ lên thì nó rất làm sao, nó mềm quá. Còn kéo vào đây em nhìn, nhìn. Okay. Vậy thì trình độ của các bạn, bạn muốn chỉnh như nào đấy là việc của các bạn. Thì trong quy trình khi mà các bạn chỉnh xong thì ở đây nó phong cách tiếp theo, đó là size. Chính là độ vừa rồi anh vừa nói với cao thấp của các bạn đúng không? Tiếp theo, khi chọn vào đây thì sao? Độ mềm và độ cứng. Ok. Tiếp theo, đây là hướng của cái bóng. Cái hướng của bóng này nếu mà em kéo sang bên này thì độ sáng này nằm bên này. Em có nhìn này không? Đây, kéo đây. Kéo đây. Kéo đây. Rồi.
Vậy thì sau khi mà mọi người hiểu về cái phần khối rồi, chúng ta sẽ xử lý cho nó rất là đơn giản như này thôi. Đấy, thì trong phần này ở đây nó có hai phần cho các bạn, đó là phần highlight, các bạn nhìn highlight chưa? Phần này chính là ánh sáng đập vào đối tượng của các bạn, thì các bạn sẽ chọn cái highlight này tăng lên, thì các bạn có thấy nó sáng quắc này không ạ? Nhìn chưa? Các bạn giảm ánh xuống thì cái phần sáng sẽ đập vào như này, nó bớt dần đi. Phần đây là phần tối thì các bạn sẽ đẩy lên này tối cực kỳ, và chúng ta đẩy xuống này thì nó sẽ bớt giảm gì ạ? Hiểu phần này chưa đã? Trong phần sáng phần tối đây nó sẽ có đậm trung gian và sáng. Vậy thì khi mà có đậm trung gian sáng thì bất cứ một vật thể nào cũng sẽ tạo ra khối cho các bạn. Đấy là nguyên tắc tại sao người ta phải lấy từ đậm trung gian sáng mà không phải lấy từ tham, đúng không? Đấy là nguyên lý cơ bản để tạo ra giá trị về đồ họa trong phạm vi đó, kể cả về khối. Nên là các bạn phải nắm rõ được cái nào, và khi người ta chuyển bao giờ cũng từ đậm trung gian rồi sáng, chứ không phải ai đậm sau sáng ở trung gian, câu chuyện nó sẽ bị lệch. Nên là khi em làm thiết kế những cái form viền ấy, em viền em phải đi từ nhá, ảnh của chúng ta là sáng rồi thì ở dưới nó sẽ là đậm dần hoặc xuống dưới nữa, nền thì nó như thế, đi theo chiều của nó thì sẽ rất là tốt cho các bạn thiết kế. Chứ không phải chúng ta đánh đổi ngược lại nhá, có những chỗ là dưới nền thì màu đậm nhưng ở đến đoạn đấy lại màu sáng, xong lên trên lại trung gian thì câu chuyện nó khác hẳn, nó sẽ không được thuận mắt các bạn nhìn. Tất nhiên có nhiều người bảo vậy em thích làm như vậy có được không? Tất nhiên làm như thế thì ai chẳng biết là được, nhưng vấn đề là gì, nó không được thuận thôi, hiểu chưa? Ok, vậy thì cái phần khối này các bạn cũng tương tự như vậy. Có phần công tua, bạn sổ xuống cho tôi, thì ở đây nó có rất nhiều loại công tua khác nhau, nhìn đúng không ạ? Ok, và sau khi làm xong thì cái phần này chính là phần khối của đối tượng, chúng ta tắt bỏ đi, hiểu phần khối chưa? Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần gradient cho chữ, thì chúng ta chuột phải chọn vào blending option, thì trong phần này nó có phần đó là gradient overlay. Gradient overlay là một trong những tính năng được gọi là gì ấy? Tạo ra gradient cho đối tượng. Thì trong phần gradient đối tượng này, cái phần gì ạ? Tôi sẽ chọn rồi đây, tôi chọn vào đèn trắng cho các bạn dễ nhìn. Mọi người nhìn đèn trắng kìa. Cái gradient này nó rất thích là nó có thể tạo ra một cái độ chuyển cho êm cho cái chữ của bạn một cách đúng nghĩa. Có thể 60, 90 tùy các bạn. Thì trong trường hợp này, tôi có thể tận dụng một giá trị là tôi chọn vào đây là màu đậm. À, cái này tôi sẽ chọn vào đây một tí xíu nữa, tôi chọn màu sáng hơn. Ok, sau tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây là một màu sáng này, thì tôi chỉ cần chọn vào đây này. Trong Photoshop nó có tính năng rất hay, chọn vào đây cái tích vào đây hai cái màu giống nhau và tôi bỏ cái màu đấy đi. Thấy chưa, chọn rất là nhanh, không cần phải chỉ thông số màu là gì. Photoshop là hơn Inut ở chỗ đấy. Inut muốn làm được điều này phải giữ tích vào đó và giữ phím an kéo ra thì nó mới được cái màu đó được, còn bình thường không làm được. Và sau khi làm xong thì chúng ta kết hợp thêm một chiêu thức nữa, đó là gì? Tạo viền. Còn nhớ tạo viền đúng không ạ? Tạo viền lúc này tôi sẽ chọn là giá trị là số 1. Bạn nhìn thấy cái viền tôi màu trắng chưa? À, tôi có thể chọn số 2 để cho nó đẹp hơn. Sau khi tạo viền xong tôi chọn là drop shadow, là bóng. Và cái bóng này tôi sẽ để làm màu đậm. Thì trong trường hợp này tôi sẽ chọn màu đậm như này. Thì cái màu đậm này tôi không chọn cái hiệu ứng này nữa mà tôi chọn là hiệu ứng thường. Nhìn không? Và làm sao ạ? Tôi sẽ đẩy xuống một tí để cho nó độ nhòe nó ít đi. Nhìn thấy chưa? Trong trường hợp này tôi sẽ opacity giảm độ đi, tôi vừa phải, tôi để nó nhấn mạnh vào cái chữ của tôi là được rồi. Được chưa? Sau khi làm xong tôi đã có được một cái phần chữ của tôi được như này, và căn chân trừ. Bạn nhìn không? Sau khi đã có chữ xong, người ta giữ dụng phím Ctrl và tích thẳng vào layer đó, thì có phải tôi có vùng chọn này không ạ? Tôi lập ra một layer mới bằng Ctrl Shift AN, thì ở đây nó có một cái biểu tượng phía trên và tôi đổ một cái màu đó là AN Back, Ctrl Back, thì các bạn có thấy là ở đây nó có một cái biểu tượng này không? Lúc này dùng công cụ M và chúng ta quét qua một nửa phần phía dưới và xóa một nửa của phần phía dưới đi, thì chúng ta đã có một cái biểu tượng như sau, là chữ chúng ta được một nửa phía trên, và ấn vào số 2 là opacity bằng 2 thì chúng ta đã có một cái chữ khá là bóng bẩy. Em nhìn thấy chưa? Chữ này nó giống như Win Vista này. Đây là hiệu ứng dành cho website. Menu của website người ta thiết kế theo kiểu như thế này. Các bạn hiểu cái phần hiệu ứng khối này chưa? Rồi tôi bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò, đó là bóng trong. Các bạn ghi đi, bóng trong. Để muốn tạo ra một hiệu ứng bóng trong, chúng ta đánh thêm một cái chữ FK. Chả biết có phải thằng này tên FK không, nhưng mà đánh bừa vào. Nhìn này chưa? Sau khi ta chọn FK xong, người ta mới xử lý thêm một chiêu thức, đó là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào đối tượng đó,
và chọn trên layer này bằng Ctrl Z. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy chữ FK, tôi không cần thiết nữa bởi vì tôi đã có được cái form hình của cái chữ này rồi. Các bạn nhìn này trước và sau. Nhìn thấy không ạ? Lúc này tôi muốn làm cho nõm xuống để thể hiện rằng nhiều lúc tôi thiết kế một cái poster phim thì cái chữ đấy là phải nõm xuống cơ. Theo hiệu ứng của tôi thì khi mà nõm xuống thì các bạn phải phân tích một tí xíu, đó là gì? Ánh sáng không chiếu vào được. Chiếu ít nên thường thường cái chỗ đây phải đậm hơn một độ. Nên tôi sẽ dùng Ctrl L thì tôi sẽ chỉnh cho nó một độ bằng cách tôi kéo xuống nhẹ. Đấy, nhìn này chưa? Nhìn này. Nhìn không ạ? Hay là kéo nhảy. Anh nhìn chỗ này chưa? Chỗ này đậm hơn chưa? Sau khi đậm hơn, tôi chuột phải chọn vào Blending Option. Thì trong phần này nó có một cái lệnh như sau là Drop Shadow. Tôi sổ xuống. Ở đây nó có Inner Shadow, bóng trong. Và sau khi tôi chọn bóng trong này thì ở đây nó sẽ có một cái màu rất là đậm, tôi kéo đậm lên và tôi dịch chuyển cái xô lệch của bóng đi ạ. Mọi người nhìn này chưa? Nhìn này ạ, nó nõm xuống này. Đây là một cách. Và để muốn tạo ra một cái sức hút cho nó khác biệt nữa thì các bạn có thể chọn một cái viền. Và cái viền này thì em có thể chọn một giá trị đó là hòa trộn. Overlay được không? Nhìn thấy không ạ? Đấy, có nghĩa là chúng ta đang kết hợp rất nhiều thứ cùng với nhau để tạo ra hiệu ứng cho một cái thiết kế đồ họa của chúng ta, chứ không phải là học cái riêng riêng biệt đâu nhá. Học riêng biệt chúng ta sẽ không đi đến đích được và chúng ta sẽ không có những cái thiết kế nó chuẩn chỉnh được. Đúng không ạ? Ok, thì lúc này các bạn có thấy là tôi vừa kết hợp bóng trong và chốc không? Nếu mà cái bóng chốc của các bạn này sổ xuống một tí này chọn vào gradient thì câu chuyện nó cũng là khác hẳn. Lúc này chúng ta sẽ tích vào đây, hai bên này tôi sẽ đặt là màu trắng. Ở giữa tôi sẽ đặt là màu đen. Thì sao? Đấy, các bạn nhìn chưa? Có khối, nhưng mà này khối trông rất là khác biệt. Nhìn thấy không? À, cũng tương tự như vậy, có nhiều người bảo là cái này của em muốn rằng áp dụng thêm một lần nữa là chuột phải chọn vào Blending Option. Thì trong phần Blending Option nó có phần là Texture, xem có phần Texture ở trong đây không nhá. Nào, các bạn nhìn vào đây. Đây. Ấn đây được không ạ? Nhìn chất liệu chưa? Thì cái chất liệu này ở đây nó sẽ có một giá trị là to nhỏ, đúng không em? Vậy tôi cho nhỏ như này được không ạ? Phần dép là phần cứng mềm không ạ? Tôi sẽ cho nó như này được không? Nhìn chưa? Đấy, thì ok, các bạn có thể tùy thích chỉnh của các bạn. Nếu ấn vào đây thì ngược lại cái bóng luôn. Đấy, sau đó thì tôi sẽ chọn là bóng trong. Tôi sẽ đẩy cái này lên 100% để chế độ low mode được không? Được chưa? Ok, thì các bạn nhìn này, tôi sẽ tạo cái chữ có thể là như thế này. Còn nếu không, chúng ta cần Z lại. Kiểu này chưa đã? Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm chữ theo kiểu dạng nõm xuống nhưng mà nó hơi một kiểu khác một tẹo. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Ctrl O, chúng ta sẽ bật lên một cái sản phẩm. Đặc biệt bạn làm cho gỗ hay làm gì đó thì bạn đánh cái chữ này rất là đẹp. Tôi anh thích. Chúng ta đánh chữ HK, Ctrl T và chúng ta phóng to đi một tí ạ. T, chúng ta sẽ đánh vào chữ GK. Nào, giữ Ctrl chúng ta quay trở lại thì có phải như này không ạ? Chuột phải chọn vào Ctrl gì? Rồi, bỏ qua đây. Thì công việc đầu tiên các bạn có thấy là chuột phải chọn vào Blending Option là chúng ta chọn vào bóng bên trong là Inner Shadow nó sẽ như này không ạ? Nhìn lên nõm một chút xíu chưa? Thêm một tí nữa cho nó xa ra. Thì em biết cái trò mà người ta, đây là một trò chiêu thức để chúng ta dán cái logo của chúng ta vào sắt thép. Dán logo vào chúng ta gạch men để chúng ta biểu tượng cho cái móc up của chúng ta là có thể áp dụng trên mọi chất liệu để thuyết phục khách hàng. Và phần thứ hai, cái độ xoay thì chúng ta sẽ làm sao, phải nhảy không? Đúng rồi chưa? Và phần thứ ba nữa là cái này nó phải là multi thì câu chuyện màu sắc nó mới chuẩn được. Nếu mà màu này muốn là chuẩn nữa thì chọn tích vào đây và chọn vào cái màu này cho tôi. Màu này em sẽ sổ xuống đây, màu lấy tím đậm này. Nó sẽ lấy tông màu tím. Ok. Sau khi làm xong, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò như sau là giữ Ctrl và quay trở lại để các bạn nhìn thấy cái nõm đúng không? Nhìn chưa? Muốn chỉnh giống nữa thì chuột phải chọn cái này, Ctrl L.
chỉnh đậm lên một tí cho tôi. Có thấy đậm chưa? Rồi hai. Ok, tiếp theo. Em đã bao giờ ra biển chưa? À, có cái tròn ấn bàn tay xong rồi tự nhiên cái chỗ bàn tay nhá, khe khe chỗ này nó phùi lên. Cái phần đấy nó gồ lên. Rồi phần dưới này nõm xuống. Thì bây giờ cái đấy nó chơi tròn là em đã bao giờ dùng một cái sắt ấn vào cái gỗ chưa? Tròn đấy là tròn như vậy nhá. Sau này bạn làm biển cà phê, chữ của bạn hơi rách rưới một tí, bạn sẽ làm chiêu thức này nó sẽ cực kỳ đẹp, đặc biệt là cho ấn phẩm về menu. Ok, tôi sẽ chọn là giữ can trôn và tích thẳng vào cái vùng chọn đó. Thì cái vùng chọn này tôi muốn làm cho nó, vùng chọn nó nở ra với giá trị đồng dạng. Thì chúng ta chọn vào Select. Chúng ta chọn vào Modify và chúng ta chọn vào, ở đây nó có hai giá trị cho các bạn, đó là Expand và Contrast. Thì tôi chọn Expand, tôi đánh số 1 cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ phóng to là 1 pixel. Bé quá, không nhìn được. Phóng to tí nữa cho nó dễ. Nhìn không? Ctrl Z lại nhá. Select chúng ta Expand. Chúng ta gõ vào đây là số 7. Ờ quên mất, quan chắc đi, quên mất. Select chúng ta chọn đây và quan chắc. Chúng ta sẽ chọn vào số 7 vào đây, Enter. Các bạn có thấy nó to lên chưa? Nhìn to chưa? To nhưng mà đồng dạng ạ. To hay nhỏ đấy anh biết. Select chọn vào Expand, chúng ta chọn vào số 7. Em nhìn chưa? Em có thể cho to hơn. Select chọn vào, anh sẽ chọn ra số 12, cho to hẳn nó nha, nhìn nha. Sau khi làm xong bạn hãy chuột phải chọn ra background. Nhưng trước khi làm có nhiều người rất là khôn là chọn làm mềm vùng chọn xong nhân lên. Thì có phải nhân lên nó sẽ được không ạ? Ok, vậy tôi không nhân cho bạn xem như cần gì. Nhưng mà tôi tạo ra một cái hình như này nha. Và cái hình này các bạn có thấy là nếu mà tôi chỉnh sáng này nha, nó sẽ được nhảy không ạ? Đấy, muốn làm cho nó nõm xuống thì cũng phải có quy cách là nó nổi lên cái đấy thì trông nó mới giống được, được chưa? Rồi tiếp theo. Vậy thì cái hình dưới này của tôi chơi một trò như sau, đây chuột phải chọn vào blending option. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tích vào bevel chính là tạo khối mà. Em nhìn tạo khối chưa? Nhìn tạo khối chưa? Thực chất nó thật cho bạn biết nó chả có gì kinh khủng cả. Bây giờ tôi chơi trò tắt bỏ cái mắt này đi. Em hãy làm chữ thì em sẽ thấy được điều này rất quan trọng. Đây, tôi chuột phải vào cái này nhá, chuột phải chọn blending option. Thì có phải là ấn vào đây chính là tạo khối không em? Đúng không? Nhưng mà áp thêm cái viền nõm vào thì lại cực kỳ có giá trị. Chữ bạn làm sẽ cực kỳ sắc nét. Đấy, em nhìn nhá, đấy nhá, rõ ràng nhá. Bật cái mắt này lên được không ạ? Chuột phải nhá, chọn blending option nhá, ấn vào đấy nhá. Em nhìn nhá, thấy không? Em có thể làm cho bánh ngọt của em dán một phát trên đống sữa được. Thì sau khi làm xong cái phần này, đây chính là phần gì, độ cao thấp của nó sai, tôi sẽ cao tí thì có nhiều người ấn cao như này, xong chưa? Sau khi ấn xong chúng ta làm sao? Ok đấy, sau đi có những người làm như đây là được rồi, nhưng có những người ta lại lập ra một layer mới nữa, Ctrl Z này. Thì em có thấy là tôi có hai cái này không ạ? Đây Ctrl Z cái này đó. Các bạn có thấy cái này không? Thì sau khi đã có cái này xong thì bạn có thể dùng filter, chọn vào filter gallery. Trong phần filter gallery này nó có hiệu ứng là texture để chúng ta sẽ làm gì? Chọn ở đây có chữ điểm không? Nhẵn một sần em. Và chúng ta ok này thì các bạn có thấy là bên trong nó có nhẵn này không? Có sần sần mà. Mục tiêu của chúng ta là làm chữ mà. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng là tôi bỏ cái lớp này ra thì các bạn có nhìn lớp dưới chưa? Lúc này người ta sẽ chơi một trò như sau, là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng ở phía trên nhá, nhưng lại không dùng layer phía trên mà lại dùng layer phía dưới. Tôi xóa cái này sao? Ấn xóa nhẹ nhá, thì các bạn có thấy là nó sẽ nhẹ không? Nó lõm nhẹ không ạ? Nhìn chưa? Xóa này phần phía trong này, có nghĩa là tận dụng cái vùng chọn của ông trên, xóa ông dưới. Ông dưới to hơn mà, nhưng đang mang hiệu ứng là nổi khối, nên khi tôi xóa này thì nó chỉ nổi khối của rìa này thôi, bởi vì thực chất cái ảnh này nó chỉ có mũi rìa này thôi ạ. Hiểu chưa? Rồi vậy thì sau khi tôi chọn xong này, tôi chỉ cần bật cái giá trị phía trên lên xem nó có giá trị không. Thì bạn nhìn ra đây cũng là một cách người ta nổi khối nó tốt hơn hẳn so với cái vừa rồi đấy ạ. Có nghĩa là nó khối dày lên cho các bạn xem. Thì đây chính là một cái cách người ta gọi là làm chữ ạ. Nhìn nhá, hiểu cái này chưa? Còn ông nào muốn thò mặt thò đầu ra thì đấy là việc của ông ấy. Em nhét một cái ảnh vào được mà.
Có nhiều người chơi trò nó nhét ảnh, có cái ảnh đấy chui ra ngoài, đầu cắt riêng ra ngoài. Thì đây chính là phần tạo khối cho đối tượng. Với những cái chiêu thức như vừa rồi bạn có thể thông suốt được nó. Nhưng bây giờ để muốn tìm hiểu, có nhiều người bảo anh Khánh em muốn học tất cả những phần tạo khối thì sao? Vậy thì người ta có một chiêu thức như sau, đó là tìm hiểu về cách tạo khối của tất cả các hiệu ứng trong Photoshop. Ok các bạn đi đi. Tôi bỏ qua này nhá. Bỏ qua cái này. Ok. Tạo khối cho Photoshop. À thôi, trước khi đi đến phần đấy thì tôi sẽ phải làm nốt phần này cho các bạn, đó là làm chữ trong suốt. Đồng ý không? Nào, chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là màu trắng cho các dễ nhìn. Và tôi bỏ cái khối này, lập ra một layer mới, đổ một cái màu trắng, bỏ cái layer dưới đi cho nó dễ nhìn. Nào, bắt đầu hiệu ứng nha. Lúc này chữ này của tôi nó có thể là màu đỏ, màu vàng, màu tím. Thì tôi chọn màu đỏ cho nó bắt mắt, đúng cái màu đỏ nha. Mận chín. Sau khi làm xong, tôi nhân bản cái đối tượng này làm hai bằng Ctrl Z. Và sau khi Ctrl Z xong, tôi chuột phải chọn vào Blending Option. Thì trong phần Blending Option nó có phần Style là toàn bộ tất cả các hiệu ứng từ trong khối Photoshop làm ra. Với chiêu thức này bạn có thể chọn bất cứ một cái giá trị nào bạn muốn thì nó có hiệu ứng sẵn rồi. Đấy không ạ? Bạn muốn có nhiều hơn thì bạn ấn vào bánh xe giúp tôi, thì ở trong đấy nó có tất cả những thứ mà em muốn. Tôi có thể chọn vào Web Style, ấn vào Apple là thêm vào, thì các bạn nhìn là ở đây nó có kiểu. Nhìn nhá. Và tất cả mọi thứ mà khi tích vào nó được làm ra như vậy thì bạn cũng rất là dễ dàng khi chọn lựa thôi. Ví dụ bạn muốn tìm hiểu nó thì bạn nhìn lại đây là những cái thứ nó làm lên ạ. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi tăng cái giá trị này lên cao được không ạ? Nhìn này em có thể thay đổi không ạ? À, stroke hơi bé, tôi tăng cái giá trị này lên được không ạ? Hiểu chưa đã? Có nghĩa là cái này là cái thứ mà đầu quần tạo ra cái hiệu ứng đó. Thì em chỉ cần tìm hiểu được cái đống này đã kinh lắm rồi nha các bạn nhớ nha. Hiểu phần này chưa? Ok, tiếp theo. Vậy thì trong phần này tôi sẽ làm sao? Tôi không chọn cái này nữa mà tôi có thể chọn một cái hiệu ứng khác. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào hiệu ứng đó là lệnh Chrome. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi tích vào đây thì các bạn nhìn thấy hiệu ứng của tôi chưa? Và cái hiệu ứng này là hiệu ứng làm chữ giọt nước hay không thì là do cái này. Các bạn chỉ cần quay trở về. Nhìn thấy ạ? Chúng ta sẽ quay trở về với cái khối. Chúng ta đẩy cái này lên cao một tí thì khối tròn chưa? À, chúng ta đẩy cái dép này lên tí để tạo ra phản quang, thì đây là phản quang sáng trong tối. Nhớ không ạ? Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta ok thì giảm cái giá trị phin lên đi một tí thôi, thì các bạn sẽ thấy có một cái chữ trong suốt này nha. Chữ này theo dạng nhựa, các bạn sẽ kéo đây. Chữ theo dạng giọt nước, em muốn vẽ giọt nước em phải vẽ nhanh. Hiểu không ạ? Em chọn đúng hiệu ứng khối này thôi, nhưng mà đặt vào đây thì lại có hiệu quả. Chọn một chữ làm cho nó có thể bóng bẩy theo dạng nhựa. Hiểu này không ạ? Ok. Vậy thì để muốn tìm hiểu tất cả khối thì bạn chỉ cần chọn và tìm hiểu là cái nào nó đang tích vào và chiều chỉnh là xong rồi. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn thực chất thì tôi sẽ không chọn mấy cái về cái đấy. Tôi thích là đơn giản hơn. Nhưng đôi lúc khi gặp khách hàng thì em bắt buộc phải sử dụng một cái chiêu thức đó là: đấy, chị chọn chưa? Hay không? Đẹp không? Đẹp thì chị chọn đi, em sẽ chốt được chị ngay tức nó. Đôi lúc anh sẽ dành cho cái việc là người ta tự chọn chứ anh không chọn. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Ok. Thì các bạn nhìn này, nếu mà để muốn tìm hiểu toàn bộ cái hiệu ứng trong phần Blending Option đấy thì các bạn chỉ cần làm được cái thao tác cái là xong rồi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái hệ thống nữa, đó là hệ thống cho một số cái biểu tượng trong phần này. À, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng chúng ta, đó là cái bút của chúng ta, nó có bút 1 chúng ta đã đi qua rồi. Bút 2, các bạn ghi bút 2. Bút 2 là một bút nét ganh và chỉ phục vụ cho việc là thiết kế web. Nó vẽ những cái icon như là mũi tên em. Vẽ những icon trong mũi tên là website thì người ta sẽ dùng cái này rất là nhiều. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một cái Cancel O. Chúng ta sẽ chọn đến ổ D. Chúng ta chọn vào đến thư viện web. Đào tạo website. Bài 1 chúng ta sẽ có web chuẩn format rồi
Đây cần chuẩn hát, tôi sẽ phóng to một tí xíu. Phần này thì không có gì, tôi sẽ ấn vào cần chuẩn nó tiếp. Điện thoại. Các bạn nhìn chưa? Thì trong đây là một cái sản phẩm về điện thoại, thì để muốn làm ra một vài cái tiêu chí giống như tôi đã chia sẻ cho bạn, ví dụ đây là nút chi tiết, các bạn nhìn nghe nhỉ. Thì thường thường người ta không phải vẽ một cái vẽ, người ta vẽ chấm B. Chúng ta sẽ chọn lập ra một layer mới và chúng ta chọn vào bút B. B này là gọi là B nét, nét gành. Và chúng ta sẽ dùng cái chấm đó phóng to bình thường. Những cái này chúng ta không phải dùng bình thường là vẽ là hình xong căn chân T đâu, bởi vì nó sẽ vỡ hình ngay, nó bắt buộc phải vẽ chấm này. Anh nhìn chưa? Vẽ nhè. Đây là những cái icon nhỏ trong Photoshop của chúng ta. Ok, chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm và chúng ta tích vào đây một điểm. Nhìn nhau ạ? Thì nó mới tạo ra một cái nét này mới chính xác được. Nó sắc nét và đẹp được. Khi người ta nhìn thấy cái web, người ta sẽ chọn như đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bút nữa. Đó là cái phần bút tiếp theo, đó là phần bút gì? Vườn khối, à nó liên quan đến vườn khối. Tô màu nên là giữ nguyên khối cho đối tượng, được gọi là thay màu cho đối tượng. Các bạn đi thay màu cho đối tượng như sau. Để muốn thay màu cho đối tượng, chúng ta sẽ chọn biểu tượng như sau. Continue. Trong phần Continue thì chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào thư viên ảnh. Và chúng ta sẽ chọn vào ảnh chân dung và chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Và trong phần này thì tôi có một cái áo. Các bạn nhìn thấy chưa? Để muốn thay màu áo cho một cái đối tượng, cái đồng chí này thì người ta sẽ làm thao tác như sau. Tôi chọn vào fan và tôi đồ lại cái áo đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Trong khi phần chọn vào đây xong thì bạn sẽ ấn vào Ctrl Enter, thì bắt đầu chúng ta sẽ nhân bản cái lớp này lên một lớp. Thì lúc này chúng ta có một cái áo, các bạn nhìn cái áo chưa? Trong phần này chúng ta muốn cái áo chúng ta trở thành màu đỏ, chúng ta chỉ cần chọn thao tác, đó là chọn vào công cụ bút gì? Bút B. Và cái bút B này chúng ta sẽ đẩy cáp được cái cao này thấp này do chúng ta, và chúng ta cho đầu bút nó to lên tí. Ok. Nhìn chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta có được cái biểu tượng và chúng tô này. Cái thì cái trong quy trình cái tô này bạn sẽ dứt khoát cho tôi về lệnh di qua. Ok, chúng ta sẽ tô nhài thì nó sẽ nhuốm được cái màu đỏ. Và đừng bỏ chuột ra nha, tô đến đâu được đến đấy sẽ được cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái màu đỏ. Nhìn chưa? Tất nhiên để muốn xử lý thêm một vài chiêu thức nữa thì chúng ta cũng phải làm sao phải chỉnh. Nhìn này, nó nhuốm màu đó. Và lúc này sau khi làm xong, chúng ta ấn vào Ctrl L và chúng ta sẽ đẩy đậm một tí để cho nó thật hơn. Phần thứ hai, chúng ta ấn vào Ctrl U để thay thế màu của nó. Đấy chưa? Thì cái chiêu thức này người ta chỉ ứng dụng cho việc là biến ảnh đen trắng trở thành ảnh màu thôi. Các bạn có thể ghi một chút xíu là biến ảnh đen trắng trở thành ảnh màu trong phần thiết kế. Thì cái này phục vụ cho việc các bạn làm nắp ảnh. Các bạn sẽ làm nắp ảnh. Trong phần này tôi sẽ kiếm một cái cô gái, cần cho nó. Trong phần cần cho nó tôi sẽ chọn vào thư viên ảnh và tôi chọn vào gần. Trong phần gần thì tôi sẽ kéo xuống một tí nữa thì tôi sẽ chọn, đây là một cái cô gái mà tôi đã dùng rất nhiều lần rồi. Đây ạ. Ctrl Shift U biến nó trở thành đen trắng. Ví dụ các bạn có thấy rằng là cái ảnh ngày xưa chúng ta hay là đen trắng thì chúng ta có thể làm thao tác nhỉ. Thì công việc đầu tiên cũng giống như tất cả chỗ khác thôi, đó là gì? Chúng ta ấn vào biểu tượng, đó là pen. Pen để làm gì? Để đồ lại cái hình đó. Kéo xuống đây. Các bạn đồ càng chính xác bao nhiêu thì càng kinh bấy nhiêu.
cái này các bạn về làm cho nắp ảnh là các bạn ra tiền đấy, bởi vì là khi mà có một vài cảnh ngày xưa ấy, người ta không có màu, mà người ta muốn có màu thì phải dùng cái chiêu thức này của chúng ta. Ok, chúng ta chọn vào đây. À, tiếp theo chọn vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đồ càng chính xác bao nhiêu. Và trong cái trình đồ thì tôi cũng khuyên các bạn một câu là trước khi tạo ra vùng tròn, bạn hãy ấn vào Shift F6 để làm mềm vùng tròn đi. Bằng số 2 hoặc số 3 gì đó thì nó sẽ rất hấp dẫn. Làm nắp ảnh người ta có hai chiêu để cho thể hiện cái điều phô diễn của nó kinh khủng nè. Em cứ biết cái trò mà ảnh mới á, xong nó làm xong rồi biến thành ảnh cũ á, nhưng thực chất là ảnh mới vẫn nguyên vẹn mà. À, trông có vẻ rất hoành tráng đúng không? Thì người ta có chiêu thức mà ấy. Đấy thì mình làm nào mà cũng chiêu thức như họ thì tốt quá. Ôi chỉnh kinh thế, nhưng mà thực chất là ra đâu được như thế đâu. Và chỉnh cái giá tiền rất là cao. Đặc biệt các bạn có thể làm về quê ấy, có rất nhiều người là cứ đến Tết rồi bạn chụp ảnh gia đình xong các kiểu có thể chụp chiêu thức đó. Ok. Tiếp theo. Rồi. Chúng ta đã học về tách tóc rồi đúng không? Chưa. Thật không? Chưa. Rồi, tiếp theo. Chúng ta tiếp theo. Được chưa? Sau khi làm xong, chúng ta ấn vào Ctrl Enter và Ctrl Z lên một lớp. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có hai phần đến ra. Thì cái chiêu thức mà để muốn làm ra cái điều này thì chúng ta sẽ chọn một cái Ctrl O. Chúng ta chọn một cái gương mặt. Chúng ta chọn một gương mặt, ví dụ tôi chọn một cái gương mặt cô gái này. Tại vì sao phải chọn gương mặt? Bởi vì lúc này tôi dùng phím Y và tôi chỉ vào đây là tôi lấy sắc thái của cái gương mặt đó, cái da mặt của đó. Sau thì khi làm xong thì tôi mới tắt bỏ cái này đi và chúng ta dùng cái công cụ đoan bút bê như vừa rồi đấy. Thì bạn hãy nà cho tôi một giá trị từ trên xuống dưới nha. Thế quên mất là chưa hết đoạn cổ nữa. Ok, xong chưa? Có da mặt đúng không? Sau khi đã có da mặt xong thì chúng ta mới nhận xét một vài chiêu thức như thế này. Thì cái mắt của chúng ta làm gì có chuyện màu đỏ như này đúng không? À, ok, thì bây giờ chưa cho mặt này à? B. Thì trong phần B này tôi sẽ trở về B thường và tôi sẽ làm sao? Da qua phần này thì cũng nên nhớ là cũng phải ít thôi. Nhìn chưa? Da qua này. Và cái này là màu gì ạ? X, màu đen. Thì chỗ này nó sẽ là màu nhảy đúng không? Da qua mắt đen tránh. Ok. Và trong quá trình này tôi giảm độ opacity xuống để tôi vuốt qua lông mày đi, vuốt dần ạ, cho nó ra, cho nó bớt màu đỏ đi ạ. Lông mày. Các bạn nhìn lông mày chưa? Ok. Thế là phần mắt đã làm sao ạ? Đã xong chưa? Rồi tiếp theo, lông mày vuốt đi một tí cho nó bớt, nó đừng để đỏ quá. À, mắt rồi xoa. Đấy, đầu mũi. Mồm đúng không? Răng. Răng có cần không? Có cần. Vậy thì răng kéo đây đẩy nhanh đúng không? Em chịu khó tẩy cái răng tí nhá. Được chưa? Rồi, xong chưa? Thì sau khi mà làm xong thì chúng ta đã có được cái phần mặt của cô gái. Nhưng cái phần môi chúng ta phải làm thế nào để làm môi thì lúc này người ta có một chiêu thức như sau. Đó là chọn vào pen. Thích vào đêm điểm. Thích vào đêm điểm. Chuyển đây. Chết rồi, mình thích lại hơi ngoạm trên. Ok. À, cái này thì các bạn cố gắng làm sao uốn lượn qua cả những khe răng nữa thì tại vì nó là màu hồng mà gì đó. Ok. Bụi nhẹ cũng là quan trọng lắm đấy nha. Hả, vất vả lắm. Chảy nhẹ rồi. Ok.
chưa? Control Enter. Sau khi Control Enter xong tôi lại dùng pen tiếp. Tôi click vào đây. Chúng ta vẽ vào đây. Chúng ta click vào đây. Chúng ta click vào đây. Chúng ta click vào đây. Sau đó tính tích vào đây, tích vào đây, nhìn chưa? Control Enter thì nó bị sao à? Nó mất đâu ạ? Vậy tôi hỏi bạn viết phím Control thôi hả? Giữ Shift không ạ? Shift Control Enter sao? Shift phải chọn thêm mọi người ra, đúng không? Vậy thì đây là một giá trị mà các bạn có thể kết hợp vùng chọn và pen, nó có thể được nhỉ? Và sau khi làm xong này, tôi dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn với giá trị bật số 3 và chuột phải chọn vào cái nền của mặt đó, dùng Control U. Với Ctrl U này các bạn sẽ kéo xuống, tôi tìm tí là môi bắt đầu hồng nên anh đẩy như này. Ok, nhìn chưa? Nhìn em môi chưa? Sao thế môi chưa? Ok, xong rồi. Thế, Ctrl U, các bạn nhìn chưa? Môi bắt đầu. Đấy, ok, sau khi làm xong chúng ta sẽ chỉnh cái này bằng Ctrl L. Ctrl L nó sẽ có một giá trị như sau, đó là chỉnh theo mì ăn liền. Vậy thì trong phần mì liền nó sẽ chia cho tôi, đó là cái Ctrl L chúng ta đã phân tích quá kỹ. Mặt nếu bị đỏ quá thì sao ạ? Chúng ta phải sổ xuống và chọn vào red thì có phải này không ạ? Kéo này xuống thì có phải là mặt nó sẽ xanh ạ? Nhìn thấy chưa? Ok, hiểu phần này đúng không? Rồi tiếp theo chọn vào green, kéo này lên một tí và kéo này lên một tí để cho nó sẽ chuẩn về màu sắc các bạn nhìn nhỉ. Ok, tiếp theo chọn vào blue, chúng ta chọn vào đây. Nhìn thấy không ạ? Sau khi làm xong tôi sẽ làm cho mặt hồng hào lên, chọn vào image, chọn vào adjustment và chọn vào làm tươi màu. Sau khi làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì các bạn có đồng ý với tôi là chơi trò là chuốt cái mắt cho cái tóc này không ạ? Tóc này nâu tí cho vui nhỉ. Chọn vào đây, được chưa? Lập ra một layer mới, chọn vào overlay và B chuột phải. Chọn vào đây đúng không ạ? Tôi nhảy đúng không em? Đen trắng thì kệ chứ, vấn đề là mình thích tóc gì đấy là việc của mình, đúng không? Rồi ok, vuốt vào đây. Vuốt với em thân yêu. Được chưa? Được không em? Thích màu xanh đỏ tím vàng không ạ? Rồi. Đẹp trai chưa? Xong. Thì đây chính thức là một giá trị biến từ ảnh đen trắng trở thành ảnh gì? Ảnh màu. Hiểu phần này chưa? Hôm nay tôi sẽ dạy bạn tiếp theo một chiêu thức nữa là chiêu thức ốp hình. Các bạn ghi đi, cách ốp hình vào một vật thể. Để muốn ốp hình vào một vật thể chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Ctrl On. Trong phần Ctrl On chúng ta sẽ chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào ổ e, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh các bạn sẽ kéo xuống một tí thì ở đây nó có một cái biểu tượng như sau, đó là tôi chọn vào nữ thần tự do. Được chưa? Control O thứ hai tôi sẽ chọn, đó là cái này sẽ áp dụng cho vấn đề là em áp một cái logo trên một vật thể. Em áp một cái đối tượng ảnh của em nằm ở áo. Em biết áo thú đấy, em thấy cái xong nhưng muốn tượng nó không được đẹp lắm. Em muốn áp cái thằng người của nó phải nhăn nheo cho cái khối của thằng người đấy. Thì chúng ta phải chơi trò này, đúng không? Chúng ta làm ý tưởng cho việc là quảng cáo cho Coca-Cola, Heineken hay cái gì đó thì sao? Đúng không? Heineken có thể này, ok, vậy tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào phần nước. Hôm nay không chơi Heineken nữa. Để chúng ta chọn vào Fanta. Đấy, Heineken có ngày. Ok, không biết cái Fanta. Đây, Fanta này rồi. Này. Hôm nay tôi sẽ quảng cáo cái hãng Fanta này được. Nữ thần tự do sẽ mặc áo của Fanta. Ok, được không? Để muốn làm được điều đấy thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào
Quick Selection Tool và chúng ta vẽ nhé để gọi là chọn được người đấy. Thế giờ nó cũng có hiệu quả đúng không ạ? May quá chọn được hiệu quả này. Chọn nhanh nhất là nhanh được chưa? Đấy Khánh chị như này thôi, xong chưa? Tại sao? Tại sao chọn nhanh? Bởi vì tôi chỉ chọn áo thôi chứ tôi chọn đầu đâu mà tôi chọn kỹ làm gì? Đúng rồi, tí tôi cắt phần dùng pen tôi cắt còn tí là phần vứt đi phần đầu thì còn là áo rồi. Thì lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl Z này một lớp. Thì lúc này tôi đã có được cái hình của tôi. Thì trong phần này tôi sẽ tắt bỏ cái hình này đi để tôi, thứ nhất là tôi xem là tôi được cái gì. Tôi chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm. Đấy, làm ẩu nhanh nhanh nhá. Ok. Cố gắng cắt bỏ cái phần tận dưới cho anh nhá. Rồi ok, bẻ qua cái này. Phần này là phần vứt đi nhé các bạn nhớ nhá. Rồi thoải mái rồi, ra ngoài rồi. Phần này là phần anh Khánh sợ vứt đi căn cho nên đi nhỉ. Rồi thì nguyên tắc của cái áo này để muốn đẹp thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift U là trở về đen trắng. Và cái bề mặt nó càng mịn màng thì cái giá trị áp hình thì càng tốt. Nên trước khi làm điều này tôi sẽ ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z lên một lớp. Để làm gì? Để chúng ta chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Noise và chúng ta chọn vào cái này chưa? Thì cái phần này nó có tính năng là làm mịn hình này. Các bạn nhìn này, tích vào đây một tí. Bạn nhìn này chưa? Thấy mịn chưa? Ok, xong rồi. Và sau khi làm xong bắt đầu mới dùng một thao tác như sau đó là bật cái này lên. Ctrl A, Ctrl C và sang bên này thì chúng ta sẽ làm gì? Đây bật cái này lên. Nhìn nhỉ? Ctrl V. Thì trước khi làm Ctrl V cái việc này thì chúng ta sẽ xếp cái file này lại. Xếp cái file này nó có tính năng là nó sẽ nhận cái đầu vào giống như cái độ mịn đấy, thì khi nào tôi nhận cái hiệu ứng ốp hình vào thì nó sẽ nhận theo cái file đầu vào đó. Thì tôi ấn vào Ctrl S. Thì file Ctrl S này tôi sẽ đặt cho bên ngoài cho một tí tên là đầu vào. Ok. Và sau khi chọn đầu vào xong thì bắt đầu mới chọn là cái phần ta bắt đầu xuất hiện là Ctrl A, Ctrl C và sang bên này thì Ctrl V. Và tất nhiên tôi ấn vào Ctrl Enter để phóng to làm tí. Các thông tin bình thường chúng ta ấn vào Alt G chúng ta sẽ có được cái hình nó chui vào cái hình vừa rồi đấy ạ. Đúng không? Và sau khi làm xong để anh người ta dùng chiêu thức là vừa rồi chúng ta dùng chiêu thức là blending option đúng không? Thì cái chiêu thức này chắc chắn là phải dùng blending option đây ạ. Chúng ta đẩy góc này lên. Chuột phải chọn vào blending option. Thì lúc này chúng ta chọn vào bảng blend if giống như lần trước tôi đã vần khối của cô gái, có khối có cả chàng trai. Các bạn nhớ cái bài của chàng trai vần có múi chưa? Thì chiêu thức này chính là chiêu thức đấy. Lúc này tôi chọn vào multi thì sao? Ok, nhìn này multi chưa? Thì cái multi này, cái này là áp dưới lên. Thì tôi sẽ trơn tròn như sau, tôi áp màu trắng xuống. Tôi tách ra, các bạn nhìn thấy chắc tách ra chưa? Hiểu phần này chưa? Ok, tôi tăng cái giá trị này no mờ cho bạn xem nhé. Thì nó bị loãng màu đúng không ạ? Chọn multi thì sẽ đậm màu thì có phải nó áp nhanh không em? Đây, có thể lấy từ màu trắng đấy. Cái nhìn này không em? Ok, hiểu phần này chưa? Nhưng trước khi làm điều này, người ta không chơi trò đó. Người ta tắt bỏ cái này đi. Nhìn này, nhìn nhá, dùng hiệu ứng với hình này trước bằng cách chọn vào filter, chọn vào phần style và chọn vào phần hình như thế này. Khi tích vào đây, không phải cái này, tôi chọn vào filter, tôi chọn vào phần đây, restore và chúng ta chọn đây. Đây là phần áp dụng, cứ như là em làm một cái chữ trên mặt nước, cái chữ mà mặt nước nó nhấp nhô ấy, thì em sẽ dùng chiêu thức này. Với chiêu thức này em sẽ chọn nó đi thì nó sẽ nhận được thực tính là độ sơn lệch là 10. Em có thể tăng lên độ sơn lệch lớn hơn. Và lúc này tôi chọn đầu vào bằng cách tôi ấn OK thì tôi chọn chính là đầu vào D. Đầu vào. Cái hiệu ứng này áp dụng cho cảnh phía trên này nhá. Và nhận đầu vào chính là cái file Photoshop của tôi đang làm, tôi ấn OK. Thì cái này hình của tôi bị nhéo. Em nhìn thấy bị nhéo ạ. Cái chữ Vanta của chúng ta bị nhéo và nhéo này nhéo theo chi tiết của phần phía dưới. Thì bắt đầu bây giờ mình dùng cái bảng blending option
Và lúc này chúng ta chọn vào bảng Blend If này, áp dụng từ trên xuống. Nhìn không? Và chọn về chế độ là Multi. Em nhìn này chưa? Ok, thì cái này nó sẽ nhân. Em có thấy nó sẽ nhân nhau theo cái chính áo của chúng ta không ạ? Chứ nó không phải phẳng nữa, vậy thì nó mới giống như ạ. Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta đẩy vào đây. Đẩy đây thì nó trắng quá, như đẩy vào đây để làm sao lựa chọn được ạ. Tiếp theo, sau cái phần này thì chúng ta đây đã áp dụng từ trên xuống dưới thì cái độ sắc độ nó không còn nữa rồi. Nào, ấn OK. Chúng ta có hình này được rồi, chúng ta có thể ấn vào Ctrl Z lần thứ hai không ạ? Nào, Ctrl Z lần thứ hai thì nó bị giả. Nó đậm màu, đúng không? Đậm màu ạ, nhưng nó bị thoát ra ngoài không ạ? Lại Alt Ctrl G chui vào. Thì có phải nhân bản lên hai lần thì có phải nó đậm hơn rồi, như em nhìn chữ Vanda chưa? Và sau khi đã có chữ Vanda thì các bạn có thấy là cái bầu trời nó này, nó đúng đúng nghĩa rồi không ạ? Quảng cáo cho một cái hãng Vanda rất ok. Nhưng tôi đang lấy như một cái đối tượng rất là quách chiến cho cái việc mà nổi tiếng đó. Lúc này sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi kéo lên đây và tôi sẽ dùng cho nó một cái blend màu. Có nhiều người sẽ sổ xuống và chọn vào gradient map. Như thế này ạ. Và sau khi tôi chọn vào gradient map xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi chọn vào đây. Nhìn ạ. Và sau khi chọn xong thì tôi chọn vào giá trị đó là sunlight. Nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ thấy là nó rất là sắc nét. Ok. Quảng cáo cho Fanta được nhảy không ạ? Và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl O, chúng ta xem có logo không. Thư viện ảnh à, chúng ta sẽ chọn vào nước à, trong phần nước thì đấy em bảo bây giờ chúng ta làm đủ các thể loại, ví dụ nữ thần tự do hay là một cái di tích cho nó kia cùng chỉ kiến trúc, tôi ốp cái hình nó vào được không ạ? Đúng không? Rất nổi tiếng. Cái này liên quan đến poster, quảng cáo cho bia, cho rượu, cho đủ các thứ bạn thích. Ví dụ ở Việt Nam có cái gì nó nổi tiếng thì bạn cho vào cho tôi thì cũng đẹp mà. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ kéo xuống tí. Không biết có logo đầy, logo Fanta đây. Và đây. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép và Ctrl V đặt vào đây, Ctrl T à, có những người đặt đây được không em? Sao? À, chứ em đặt vào cổ. Ok, đặt vòng cổ như này nè, em định đặt như này nè. Đúng không? Đúng chưa? Ok, enter. Sau khi đặt xong vòng cổ xong thì chúng ta sẽ chơi trò như sau. Đó là pen. Tôi thích vào đây một điểm. Tôi thích vào đây một điểm. Tôi thích vào đây một điểm. Được chưa? Đó, vòng cổ như này đúng không ạ? Sau khi làm xong, đập ra một nơi mới và dùng bút B. Và tôi chọn bút nét ganh. Tôi sẽ chọn đầu bút nó nhỏ, nhắn, xinh xắn tầm này, được chưa? Và bút màu nâu được không em? Nào, lúc này chúng ta sẽ dùng B và Shift Enter thì bút sẽ chạy theo đường dẫn. Nhưng đường dẫn chúng ta bị mờ quá, chúng ta đẩy lên này. B Shift Enter. Sau khi ấn Ctrl Enter chúng ta có được cái hình đó là cái vòng của chúng ta. Thì cái phần này có thể xóa đi rất là đơn giản bằng công cụ phím mặt nạ. Nhưng trước khi làm mặt nạ tôi chuột phải chọn ở Blending Option. Thì có phải cái này là khối không ạ? Có tạo khối này không em? Vậy trong phần tạo khối tôi chọn là size bé thôi. Nhìn đi chưa? À cái phần này sáng quá, kéo xuống này được không ạ? Dây cao su ấy. Dây cao su rồi. Ok. Sau khi tôi làm xong thì lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới và áp nó trở thành đối tượng thường để Ctrl E. Thì lúc này tôi sẽ dùng mặt nạ. Thì mặt nạ lúc này chúng ta dùng công cụ bút B và chọn cái đầu bút nó to lên một tí và màu đen chúng ta tô đi thì nó sẽ bị mất đi ạ. Nhìn nào ạ. Ok, chọn vào đây đúng không? Đấy, ví dụ thế. Đây, còn muốn chỉnh sửa ra đẹp thì tự bạn vẽ nha. Tôi chỉ vẽ mô phỏng này. Thì đấy, đấy là cái việc mà chúng ta có thể làm được cái thao tác của chúng ta. Nhưng các bạn có thấy rằng cái này đang thiếu một cái bóng hả? Như vậy. Can trôn. Được chưa? Lập ra một layer mới. Đổ cho nó một cái màu. Bạn nhìn thấy màu này chưa? Dùng Multi nào hòa trộn nào màu đậm. Ctrl hoặc xuống dưới Ctrl T. Đúng không ạ? Đẩy như này đúng không em? Được chưa? Và cái này ấn số 5. Thực ra em muốn làm giống không có đâu. E. Chúng ta sẽ chơi toàn tẩy. Tẩy nhảy được không? Đấy, làm dần này. Cái này có cần bóng không em? Đúng chưa? Nhưng để muốn cái hình này nó phải xoay đi phía kia, chúng ta ấn vào Ctrl T
Nhìn này, Ctrl Shift An là bẻ góc bụng này ra. Em có thấy nó hút theo chiều người không ạ? Chứ làm gì có chuyện là phỏng tưng ra ngoài. Mặt thì quay phía này mà cái này thì nó buồn cười đúng không em? Đấy, ok, và chúng ta cho lên trên tất cả. Đấy, Ctrl L, chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Ok. Và tất nhiên quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, lập ra một layer mới và đổi cho nó một cái màu. Cái này Ctrl gì? Ctrl Shift U. Kéo sang bên này một tí nào. Chọn xuống dưới ấn số 5. Vết số 6. Nếu bóng càng thích nữa thì chúng ta chọn là filter, chúng ta chọn là Gaussian Blur. Thì câu chuyện của chúng ta đã xử lý xong toàn bộ tất cả những đối tượng mà chúng ta muốn rồi đấy ạ. Đây. Đâu blur được rồi, đây. Em thấy cái này chưa? Và bóng đổ chúng ta nếu mà chọn vào giá trị mà muốn đẹp nữa thì chúng ta chọn vào Mandy. Cái này có cần Mandy không? Mandy rồi, nhưng có cần bóng nhòe không thì chúng ta chọn vào đây. Cần chọn F. Ok. Nhìn chưa? Và hôm nay tôi đã quảng cáo Fanta cho bạn xem với cái hình thức như vừa rồi. Đồng ý không ạ? Rồi, thì đây chính xác là cái việc mà chịu hiệu ứng qua một vài cái công tác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một phần, đó là phần tách tóc. Tách tóc với tách lông mèo rồi các bạn ghi chưa? Chưa. Rồi, ghi tách tóc thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tách tóc như sau. Để muốn tách tóc đầu tiên thì chúng ta sẽ tách trên một cái nền đơn giản trước. Nền đơn giản có nghĩa là gì? Cô gái trên nền hình màu trắng. Okay. Chúng ta ấn vào Ctrl. Chúng ta cho chọn vào ổ D. Chúng ta chọn vào cái gì nhỉ? Đen. Desktop. Dữ liệu C. Trong phần này tôi kéo xuống một chút xíu D. Tôi sẽ kéo xuống đây xem nó đúng không? Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ kéo một cô gái. Và cô gái đây là chính là tóc màu trắng. Cả nhìn nhận à, để muốn tách được cái cô gái này thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà đây là một trong những cái cách tách mà ưu việt nhất hiện tại bây giờ. Chúng ta sẽ dùng thao tác như sau. Đó là Ctrl O. Chúng ta mở một cái ảnh thiên nhiên ra bằng công cụ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Và chúng ta chọn vào thiên nhiên. Trong phần thiên nhiên của các bạn nó có rất nhiều loại, các bạn có thể chọn một cái hồ, chọn một cái gì đó tùy các bạn, nhưng mà chọn một vài cái để nó nổ trên một cái nền. Tôi sẽ chọn cái nền màu vàng. Nào, sau khi làm xong thì cái hình này bắt đầu tôi làm thao tác. Thì cái tách tóc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào Windows và tách theo bảng channel của chúng ta. Tách tóc theo bảng channel. Tách theo kênh. Tách theo kênh màu. Và tôi khuyến cáo là sau khi tôi dạy xong chiêu này thì cũng đừng có hùng hục một cái tách tóc. Nói thật, tùy nha, phải chơi câu tùy. Tùy trường hợp mới tách thôi, còn không nên cái gì tách tóc vất vả. Làm cho ảnh chìm vào nền là dễ nhất. Đúng không? Thế thì sau khi mà tôi chọn xong Windows và chọn vào tách tóc, thì các bạn tách tóc này thì các bạn phải nên để ý là tôi chọn vào từng kênh. Thì kênh nào là màu đậm nhất thì các bạn sẽ chọn. Hãy chọn kênh đậm nhất, các bạn ghi đi. Đây. Chọn vào công cụ đậm nhất. Sau khi chọn vào công cụ đậm nhất thì các bạn phải làm thao tác này cho tôi, đó là Ctrl gì? Ctrl M. Thì với cái Ctrl M như này, image chúng ta chọn vào Ctrl M. Thì lúc này Ctrl M tôi đang chỉnh đó là kênh blue, và tôi kéo này xuống tí xíu thì bạn sẽ thấy là tối thui ạ. Nhìn chưa? Rồi. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl L và chúng ta chỉnh tiếp một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là tối chưa? Tối tầm này được chưa? Và sau khi tối xong thì chúng ta sẽ chơi trò là sao? Dùng công cụ bút B và làm màu đen và tô lại tất cả những cái phần mà không cần thiết. Nhảy được không ạ? Chuột phải to nhảy cho tô mặt cho nó dễ nhanh. Được chưa? Và sau khi làm xong bạn hãy chọn cho tôi một cái bút đầu nhòe để làm sao tô nốt. Rồi tô nốt thôi. Chúng ta càng khéo léo bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm cho cái tóc của chúng ta càng kinh bấy nhiêu. Đấy ạ, tô nốt phần này.
À, lúc này chúng ta sẽ vận dụng một tí, đó là liên quan đến cái việc mà chúng ta thế nào gọi là hiểu để họa trội. Đây ạ, tôi sẽ tô cái này lên, tô cái này lên. Ok. Thì các bạn mới nhìn thấy tóc của tôi mà. Trong phần này nếu mà chúng ta muốn lọc ghi quá đơn giản, chúng ta tô cái nốt cái này nhá, rồi chúng ta sẽ xử lý sau. Tiếp theo. Đây ạ. Nhìn chưa? Bạn nhìn chỗ này chưa? Để muốn lọc được những cái sợi ghi ở chỗ khe này, người ta chỉ cần dùng công cụ bút bê, nhưng lại là màu trắng. Và màu trắng sau đó bạn chọn vào chế độ đó là overlay. Overlay là chế độ lọc ghi không ạ? Bạn phóng to cái đầu bút này một tí, bạn nhìn là tích vào đây này. Bạn nhìn chưa? Thì tất cả những cái màu ghi sẽ biến mất để giữ lại màu đen thôi mà. Nhìn chưa ạ? Hiểu cái này chưa ạ? Rồi ok, ăn can Z lại. Cái phần đấy tôi muốn để lại cái màu ghi một chút xíu này. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Tôi đã có một chiếc mặt nạ, bởi vì mục tiêu của chúng ta là chính là tạo ra một cái mặt nạ chỉ có đen trắng này thôi. Cái chiêu thức này rất là quan trọng, sau này khi bạn học After Effects thì cái này chính là mặt nạ cho chính cái hình đấy này. Nó sẽ hiểu theo đen trắng. Em muốn tắt nền được hay không thì đấy cũng là do em. Trong After Effects có, mà có trong After Effects nó cũng có một cái key phông là chỉ vào phát hiện cái phông nền sẽ biến mất. Ví dụ em nhảy múa trên phông màu xanh thì nó chỉ phát hiện màu xanh biến mất. Và chỉ còn lại mỗi em nhảy múa thôi, còn nó ghép cái nền gì đấy là việc của nó. Em hiểu chưa? Đấy là khi mà chúng ta hiểu nguyên lý Photoshop thì chúng ta sau này làm về quảng cáo cũng rất tốt luôn. Tôi đảm bảo cho bạn biết. Vậy thì sau khi làm xong được thao tác này thì người ta chỉ cần dùng một tay tích này, các bạn nhìn này. Chúng ta ấn vào, giữ Ctrl và tích vào đây. Thì các bạn có nhìn thấy vùng chọn không? Nhìn chưa? Và sau khi có vùng chọn xong thì bạn sẽ làm sao? Bạn quay trở lại thì cái ảnh của bạn vô tình lại bị đáng nhẽ vừa rồi chúng ta làm, chúng ta phải nhân bản cái lớp này làm hai. Hiểu này không? Ok, chúng ta ấn F12 được mà. Được chưa? Đấy, ấn F12 thì bị mất đúng không? Không sao cả. Người ta missing ra cái tròn đó là xếp vùng chọn. Có biết new vùng chọn là gì không? Chúng ta chọn vào select và chúng ta chọn vào shape selection. Ok, cái này lâu lắm rồi. Lưu vùng chọn xong tôi F12 quay trở lại thì tính chưa tôi mở cái vùng chọn ra thì có phải vẫn chọn được không ạ? Hiểu anh chưa? Rồi ok, chúng ta chọn vào shape selection là chính là lưu cái vùng chọn lại. Và sau khi là lưu vùng chọn lại thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chọn cho nó một cái tên không ạ? Thì cái tên như thế nào đấy từ việc của bạn, tôi đặt tên là KK, tên tôi đấy. Và sau đó thì bạn sẽ ấn OK, đây thì bạn đã có cái vùng chọn rồi, lưu lại chưa? Đấy, có rồi. Thì lúc này ấn F12. Nào, các chân đề, F12 nhá. Đâu rồi? Được. Mình cắn Z lại. À, chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào History. Và chúng ta sẽ kéo này xuống và chúng ta chọn cái cảnh đầu tiên là có phải trở về đen trắng nhẹ mà. Được chưa? Rồi sau khi trở về đen trắng xong thì người ta chọn vào select, người ta chọn vào ui not section cũng bị mất luôn. Chết thật. Thì làm nào bây giờ nhỉ? Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò này nhé, chọn vào đây. Anh sẽ chơi trò kéo lại. Thì có phải tạo ra hai phiên bản không ạ? Sau tạo phiên bản này tôi sẽ ấn vào Ctrl L để chúng ta kéo rộng này xuống. Nghe gì chưa? Ờ rồi đúng rồi, nhưng mà vấn đề là anh quên mày không tạo ra cái đó, em hiểu không? Nơi bình thường chúng ta tô đây cho nó đen gì cũng nhanh thôi mà, chúng ta kéo đây. Anh tùm lúc sóng mà, xong chưa? Rồi. Rồi xong rồi. À, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl L và chúng ta đẩy sáng ngay này để lấy toàn bộ sáng bên ngoài. Xong. Nhìn này. Sau khi làm xong chúng ta giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Nhìn đâu ạ? Thì lúc này chúng ta quay trở về ảnh gốc. Nó chính là này không ạ? Chỉ chúng ta chơi một trò như sau là F7. Nhìn này, bạn ấn vào đây mặt nạ thì có vẻ cái này bên trong bắt đầu. Nó chọn ra vùng chọn mà. Vậy nhưng mà nếu chúng ta giữ thi man cho đối tượng vào đây sao thì có phải là nền bên ngoài biến mất không? Nếu ngoài biến mất rồi đấy, chỉ còn lại sợi tóc thôi. Và chúng ta phóng to lên thì đây chính là cái cách mà chúng ta tách tóc rất là đơn giản. Nhìn nhá, tách là những cái sợi ra, ok. Nhìn không ạ? Sau khi làm xong chúng ta dùng công cụ phím V
kéo cái đối tượng này, kéo đối tượng này sang về cái phần thiết kế của chúng ta, đó chính là màu vàng. Và các bạn sẽ thấy ở đây nó xảy ra vấn đề như sau. Nhìn em bị sao ạ? Tóc vẫn bị màng màng màu trắng ạ. Thì câu chuyện này chính là câu chuyện mà chúng ta làm cái chai mỹ phẩm đấy. Còn nhớ cái chai mỹ phẩm không? Đây ạ. Chúng ta phóng to. À, phương án đầu tiên tôi chọn là Manti là gì? Lọc trắng thì có vẻ nó sẽ mất từng sợi được không ạ? Chính xác chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl Z lần thứ hai. Thì có hai giá trị, thì chế độ thứ hai là chế độ low mờ. Thì chế độ low mờ này tôi sẽ chơi trò là bút của chúng ta vẽ trong màn này. Thì cái này tôi dùng bút B. Bút B là màu đen, tôn đâu sẽ mất hình đấy, thì có phải tôn này thì có phải nó sẽ lộ phần phía dưới ra không ạ? Cũng là xóa đi mà. Lừa nhau tí thôi. Nhìn chưa? Okay. Tôi chỉ lừa đoạn này thôi. Nhìn chưa? Rồi xong. Viết lên đây. Viết lên đây. Viết lên đây. Bên đây thì các bạn có thấy là tôi tách được vào toàn bộ tất cả những cái sợi trắng trắng hả? Nhìn chưa? Lúc này tôi vẫn tách được tóc như bình thường. Nhưng thực chất nhá. Thực ra nó chính là cái này. Xóa đi thì có phải ảnh dưới nó lộ ra không ạ? Thì như này thì chúng ta mới có được cái điều tôi chúng ta tách tóc. Hiểu phần này chưa? Ok, ăn cần xem nào. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta không chơi trò này. Chúng ta sẽ chơi trò như sau, đó là xóa cái này đi. Thì ở bên nền dưới chúng ta được cái này này. Tôi sẽ chọn mở normal. Thì cái normal thì cái này nó hơi vất vả hơn một tí, là bắt buộc bạn phải chơi một chiêu thức. Đó là chọn phím Y ngắn chỉ vào vị trí cái tóc của này đang là màu ghi. Như màu ghi chưa? Chúng ta lập ra một layer mới và cho cái màu nền này chui vào cái hình ảnh bằng Alt Can G. Chui vào chưa? Thì bắt đầu dùng B này. Tại vì cái màu tóc giống nhau nên tôi sẽ chọn vào Manti. Manti nhá. Và Manti này tầm nào thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tầm vừa thôi. Nhìn này tôi tuồn. Nó sẽ mất nền trắng này ạ. Nó sẽ lấy được các sợi tóc cho em này. Nhìn chưa? Tôi đẩy cho bạn xem. Nhìn chưa? Sợi tóc cho em lấy được các sợi luôn. Các sợi con còn lấy được ngoài. Đấy nhá, lấy thêm ngoài nhá. Cái này cũng tương tự như vậy. Nhưng sau khi chọn đây bạn nhìn này, vuốt đây nó sẽ làm sao lấy hết tất cả sợi cho em. Nhưng đến đây lại phím Y ngắn lại chỉ vào vị trí này. Màu chỗ nào thì chúng ta sẽ chọn vào chỗ đấy. Như này chưa? Ok. Đấy. Như này chưa? Tiếp theo. Đấy thì vấn đề là như này chưa? Em phải chọn đúng màu nhá. Đây là anh chọn này, chọn cái màu đen anh đáng lên thì nó sẽ được nhảy thôi. Thì các bạn vẫn thấy rằng ok. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Thì với cách này người ta còn là tách tóc ở dạng đó là chân này, kiểu phần này chưa đã. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tách tóc ở dạng phức tạp hơn vẹo. Các bạn nhìn đi, tách tóc ở dạng phức tạp. Trong phần này để muốn làm được điều đó chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì chúng ta sẽ chọn được thư viên ảnh và chúng ta chọn vào G. Trong phần G các bạn sẽ kéo xuống một tí cho tôi, thì ở đây nó có một cái biểu tượng cô gái tóc xù. Đây, cô gái tóc xù đấy. Tất nhiên nền này nó không phải nền phẳng. Nên cái công việc đầu tiên là bạn hãy chọn cho tôi là có những cái kênh trong channel, thì kênh Blue là kênh đậm nhất. Tôi sẽ nhân bản cái kênh này bằng cách cầm và tôi kéo vào cô này. Bạn có nhìn thấy tôi kéo này chưa? Và sau khi kéo xong thì tôi sẽ dùng công cụ là Ctrl L và tôi kéo như này thì có phải nó sẽ đậm như này. Đừng ý không ạ? Và sau khi kéo đậm như này thì tất nhiên mặt thì có thể chỉnh sửa. Nhưng cái phần này khi bạn mua cắt chuẩn xác thì bạn nên cắt riêng tóc cho tôi, còn phần mặt là cắt riêng. Sau đó tôi ép hai cái tóc vào mặt lại thì thành một hình. Thì như thế thì cái mặt chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ cắt phần tóc rìa ngoài, xử lý từng phần một. Thì lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn vào công cụ bút B và tôi tô lên hết cái chỗ này đi ạ. Đừng nói phần tay nữa nha, tôi chỉ cần tô phần mặt thôi nha. Rồi ok, phóng to tí, đẩy lên đây, thu nhỏ đầu bút. Rồi, xong rồi. Đoạn này chắc là tôi biết đúng không ạ? Rồi, tôi xong. Thì các bạn có đồng ý tôi là bên ngoài nó đang gặp vấn đề không ạ? Làm như này chắc chắn bị dính ngoài đúng không ạ? Thì người ta mới là thao tác như sau. Các bạn có công nhận tôi nói là bút trắng là sẽ được nhảy không ạ? Cái bút trắng của chúng ta sẽ làm sao ạ? Khi mà chúng ta chọn vào chế độ overlay thì chúng ta vẽ qua đây thì mình yên tâm một điều rằng nó sẽ không vào tóc được đâu mà sợ. Bởi vì nó là chế độ lọc ghi mà. Đây có phải lọc ghi không? Và thì chúng ta phải hiểu bản chất của việc hòa trộn đấy, nó sẽ cực kỳ quý nghĩa cho việc của bạn lọc từng sợi tóc, lọc đến đâu được đến đấy.
Đấy, tôi sẽ cho bạn xem, nhìn này, là ghi này, ok. Mục tiêu của chúng ta là cái này đúng không? Chính xác chưa? Vậy bên này này có thể được không em? Đấy, tôi đây, nhìn chưa? Nọc qua đây, yên tâm sợi tóc nha, không bao giờ vào tóc được đây đâu. Nhìn chưa? Tất nhiên chỗ này dùng pen này chắc chắn ok đúng không? Chứ không nhất thiết rồi. Đây, được chưa? Đoạn này khó không ạ? Trở về chế độ thường, tôi phát hết ngay. Không tính vai nhá, không tính tay nhá, bởi vì tôi chỉ tính phần tóc thôi. Nhìn chưa? Sau khi làm xong, các bạn giữ control cho tôi, các bạn quay trở lại không chọn không ạ? Và lúc này chúng ta quay trở về ảnh thường. Và chúng ta sẽ giữ phím gì? F7. Giữ phím an. Thích vào đây thì các bạn tách tóc ạ. Và chúng ta sẽ thấy rằng, à, chúng ta đã tách được. Được chưa? Vậy thì các em có thấy cái chế độ hòa trộn mà chúng ta lợi thế không ạ? Chứ không phải ngồi đấy mà ngồi tô tô này lâu lắm ấy em ạ. Dùng lasso người ta còn không ăn được đâu. Nhưng khi em hiểu cái chế độ hòa trộn và tô nào để nọc ghi, tô nào để nọc sáng thì cái việc đấy là việc cực kỳ hay. Đấy em thấy không? Tôi vận dụng. Vận dụng nó lại cắt mà. Đúng không? Mà chế độ hòa trộn không phải chỉ là hòa trộn không, mà nó còn chế độ lọc tóc để tô cái gì lên. Đúng không? Thì trong phần này cũng tương tự như cái phần đấy thôi. Chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta chọn một cái hình ảnh. Chúng ta chọn vào thiên nhiên. À, và sau khi chọn vào thiên nhiên xong thì các bạn sẽ chọn vào đây và tôi chọn một cái ảnh như này chẳng hạn. Được chưa? Chúng ta sẽ ấn vào F. Cô gái phải chuyển sang đây chứ. Được chưa? Ok, cầm này. Vất sang đây. Và khi vất sang đây thì em sẽ thấy là màng nó sẽ bị sao? Không tính vai, tính em. Em có nhìn thấy chỗ này nó hơi vàng vàng trắng không? Đấy thì như anh đã chia sẻ với em rồi thì có cái chiêu thức đầu tiên là chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chọn an căn g chui vào đúng không? Sau đó an căn g xong thì bạn hãy chọn multi cho tôi. Có nghĩa là cái phía trên này là multi nhưng mà cái đây là layer không có gì và chúng ta dùng công cụ bút B nhưng phải dùng phím Y ngắn và chỉ cái màu đây. Rồi bắt đầu mít tô B nhìn này. Đấy, nó lừa nhau bởi vì nó chọn được các vị trí tóc vào đúng vị trí đấy thì yên tâm. Em sẽ không bao giờ bị sao cả. Y ngắn lại chọn vào tóc sáng hơn. B này ở đây. Em nhìn này, sợi tóc vẫn xuất hiện. Ok, nhìn nha. Nhìn sợi tóc của tôi chưa? Thôi ok, chọn đây. Nhưng tô đừng có quá tay là được. Có opacity để chúng ta điều chỉnh cái nồng độ nó, chúng tô vào nó có đậm nhạt. Hiểu không? Ok, tiếp theo chạy xong này, vuốt này thì nó sẽ bị sao? Em thấy nó sẽ không bị màng tóc đâu ạ. Đây là một trong chiêu thức mà các bạn làm cho ảnh viện áo cưới mà bạn cắt tóc của gái nè. Nhưng mà bạn muốn ghép sang chỗ khác mà nó không bị sao cả. Ghép trên nền trắng rất dễ, nhưng ghép trên nền đậm như này lại có vấn đề bởi vì sao các màng tóc nó là màu gì? Hiểu chưa? Ok. Em nhìn em một tí là xong rồi. Đấy, anh tách tóc xong rồi đấy. Và sau khi tách tóc này, anh có thể được quyền cấm này, anh ấn vào Ctrl E để ép nó thành màu đỏ. Mà ép thành một bắt đầu anh mới ngồi anh chỉnh như này thì mới chắc chắn chết này. Được chưa? Độ đậm của cái tóc được rồi đúng không? Em có thể làm cho quảng cáo đúng không em? Hiểu phần này chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tách lông mèo. Okay. Tại sao tách lông mèo? Bởi vì lông mèo nó màu trắng. Đây là loại mà màu đen. Màu đen có rồi đúng không? Loại thứ hai là màu hung có rồi đúng không? Bây giờ tôi chuyển sang màu trắng. Căn xuân. Chúng ta sẽ có thư viện ảnh và chúng ta sẽ chọn vào ổ e, chúng ta sẽ chọn vào phần Photoshop. Trong phần Photoshop thì tôi sẽ kéo xuống một tí cắt sửa ảnh. Chúng ta sẽ kéo vào phần cắt ghép và ở đây nó xuất hiện một cái phần tách tóc và ở đây nó có một con mèo. Và đây là cái phần mà các bạn phải dính. Mèo màu trắng mà. Và tóc có tóc màu vàng thôi em. Đúng không? Thì lúc này các bạn cũng nên cân nhắc là chúng ta sẽ chọn vào kênh cộng blue, green và gray. Thì cái nào bạn có thấy là cái này là đậm nhất không ạ? Vậy thì có những cái kênh mà đậm nhất, có những kênh sáng nhất thì chúng ta cứ chọn vào kênh đậm nhất chứ không phải nhất thiết là chúng ta chọn kênh red, kênh green và kênh blue đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy tôi chọn vào kênh red và tôi tất nhiên tôi làm tôi phải nhân bản cái lớp này làm hai, tôi kéo xuống đây tôi thả. Thì các bạn có nhìn thấy hình không? Sau khi điều hình xong chúng ta ấn vào Ctrl L, cái này dễ quá, kéo phát ra được luôn. À thế tối thui rồi đúng không ạ? Nhìn chưa? Vậy thì làm thế nào để mà xoe mà mất cái mặt con mèo này được ạ? Thì chúng ta dùng cái bút B và chúng ta chọn màu trắng và chúng ta chọn cái đầu bút nhỏ xuống thì tôn đâu mất đến đấy ạ? Nhìn này chưa? Ok.
Khi làm nào sai như này thì người ta mới chơi chọn là chọn màu trắng và chọn vào chế độ overlay. Overlay là chế độ màu gì? Là màu ghi không ạ? Em nhìn chỗ này tay nó màu ghi chưa? Tô qua đây này. Nhìn tô qua đây này. Nhìn này, lông này, nó còn tô được cả lông này. Ok. Đấy, làm gì chưa? Hơi ảo diệu tí. Này, vuốt ở đây nha. Tất nhiên em có thể làm cái đoạn này cho nó đậm lên được. Nhưng thôi ok, anh sẽ xử lý cái phần này trước, lông mèo này. Đây, râu anh còn lấy được cái râu này. Được chưa? Thế là chúng ta kín được cái này đúng không? X, D, X chọn màu đen và chúng ta tô ngừng lại với cái giá trị này làm sao cho nó hết đi ạ. Đây, bóng đổ này, cho mất luôn. Đuôi mèo này, nhìn chưa? Rồi, tô này thì chắc chắn là các bạn tô nhanh rồi đúng không? Xong chưa? Tất nhiên tôi dùng, có nhiều bảo anh nhìn tôi làm gì, dùng ga xô khoanh coi đổ màu đen nó nhanh không? Không được, không nhìn nhau mà em. Đúng không? Sau khi làm xong toàn bộ, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng trận của đối tượng. Tất nhiên bạn phải xử lý cả cái phần này nữa. Sau khi làm xong tôi sẽ quay trở về với layer và chúng ta thực hiện một chiêu thức giữ phím An và tích thẳng ở đây thì ở đây nó sẽ mất cái này đúng không? Buông phím An là tích ở đây thì nó sẽ lấy toàn bộ bên ngoài. Đúng không ạ? V và lúc này chúng ta sẽ chỉ ra cái này, chúng ta ghép sang công cụ thứ hai đó là bầu trời. Thì đây nó sẽ bị gặp một vấn đề như sau. Đó là con mèo chúng ta bị xanh một tí, như xanh như này không? Có nghĩa là nếu mà trên nền trắng, nền xanh thì không vấn đề, nền đậm không vấn đề, nhưng mà nền trên nền này nó có vấn đề. Một số chỗ nhìn lên chỗ này thì người ta mới sinh ra cái tròn lại tiếp tục sổ xuống. Chúng ta chọn vào chế độ làm sáng ảnh nhá, có phải chế độ này không ạ? Thì có phải là nó sẽ lọc màu gì? Màu đen thì có phải không xanh mất đâu ạ? Đúng không? Vậy tôi lại ấn vào Ctrl Z lần thứ hai, riêng cái ảnh này tôi lại chế độ thường, lại dùng chiêu là xóa ngoài được không em? Gì xóa ngoài cái gì nữa? B. Ok, B đây ạ. Và B này chúng ta sẽ trở về chế độ thường. Cái này quan trọng nha. Nhìn chế độ thường và cái này là màu đen là hoa. Tôi kéo đây thì có phải mất rìa ngoài không ạ? Mất rìa ngoài không ạ? Nhưng mà mất rìa này kinh quá, mất vừa vừa thôi. Và chọn opacity, mất theo kiểu nhạt đi được không ạ? Ok, tôi sẽ tích vào đây. Con mèo rồi đây, ok, phần đuôi này mất thì đấy, các bạn nhìn nhá. Xong rồi, con mèo trắng tích. Nhưng thực chất là làm sao ạ? Đây này, nhìn này. Nó bị thổ, nó bị sao? Nó bị mất tai mà. Chẳng qua nó đè chứ ông này thì ông này nộ ra thì lại hòa trộn là nọc cái gì? Nọc đậm đúng không? Để lấy trắng mà. Thì có phải là cái con mèo sẽ được như này không ạ? Vậy để các bạn hiểu về cái phần tách tóc của tôi có 3 loại. Loại thứ nhất là màu trắng, loại thứ hai màu đen và loại thứ ba là màu hung. Hiểu phần này chưa? Ok. Bài này chúng ta dừng ở đây. Nhỉ.